Quẻ số 52, bát thuần cấn. Cấn giả chỉ giã, cấn giả tịnh giã. Cấn là núi, tức sự bất động. Nguyên là quẻ khôn, hào thượng kiền đắp vào bên trên đỉnh cao hồ khôn mà biến thành quẻ cấn. Trên đầu, núi càng cao thì khí dương càng nhẹ, hào dương đứng ở trên cao. Hai quẻ chấn và quẻ cấn đảo nghịch cho nhau. Chấn là động, còn cấn là tịnh. Chấn, dương bắt đầu sinh ra và tiến lên, và khi tiến đến cùng thì ngừng lại, nên cấn có nghĩa là ngừng lại. Thoán tử, cấn kỳ bối, bất hoạch kỳ thân, hành kỳ đình, bất kiến kỳ nhân, vô cữu. Cấn là chỗ dừng lại. Dừng lại ở phía lưng, không thấy thân mình nên gọi là bất hoạch kỳ thân. Đi trước sân là hành kỳ đình, không thấy có ai cả nên gọi là bất kiến kỳ nhân. Ý nghĩa toàn là bóng dáng quẻ cấn dùng để nói lên chỉ nên dừng lại ở chỗ trí thiện. Tượng hào dương dừng lại trên chót vót của quẻ sau khi dương khí tiến từ dưới lên trên tới đỉnh mà thôi. Đó là chỗ mà dịch gọi là động cực tịnh sinh, gọi cấn là chỗ tịnh của tâm mình. Quẻ cấn như ta vừa thấy là để bàn về phép làm cách nào cho tâm mình trở thành cực tịnh, tức là phép tịnh quán, một trong những phép tĩnh tọa của đạo gia và thiền đạo. Vạn biến như lôi, thủ tâm như tĩnh tọa, mà đây cũng là phép diên niên thọ mạng, tức phép sống lâu của câu trong nội kinh: điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bệnh án tùng lai. Trở lại câu cấn kỳ bối, trong thân thể con người tất cả đều động, riêng chỉ có cái lưng là không động. Nó thuộc về tịnh, cho nên khi ngồi tĩnh tọa, lưng phải thật ngay, vững vàng như núi. Thân thể con người luôn luôn động, như tai, mắt, miệng, mũi, tay, chân, giặt chỗ nào cũng chuyển động không ngừng. Chỉ có cái lưng là không động, nên mới gọi là cấn kỳ bối. Cho nên trong khoa tướng Pháp Trung Hoa, tướng lưng rất quan trọng để định đoạt tương lai sang hèn. Do chỗ động tịnh của nó, tướng đi kỵ nhất là cái lưng chuyển động. Bất hoạch kỳ thân là bảo hãy quên mình. Bất kiến kỳ nhân là bảo đừng thấy mình. Bởi giờ tĩnh tọa thì bỉ ngã là phải tương vong. Đó là hết nghĩa của quẻ cấn rồi vậy. Câu bất hoạch kỳ thân và bất kiến kỳ nhân là đồng một nghĩa với câu này trong Kinh Kim Cương: vô ngã tướng, vô nhân tướng. Chú thích: theo tướng Pháp cũng nói, dù đi đứng chớ bao giờ cho lưng chuyển động. Lưng chuyển động thì bất cứ sự nghiệp gì của mình cũng không bền vững, nên gọi là mộc giao diệp lạc. Cây mà dao động làm cho lá rụng. Con người đi mà lưng không ngay, hoặc ngồi mà rung đùi, sự nghiệp dễ tan nát. Nhân giao phúc bạc, thường nhân có thói quen ngồi không yên ổn đã lao trao, ngồi đứng không vững vàng, lại còn hay múa tay múa chân hoặc rung đùi rung cẳng. Trái lại, người phi thường thì ngồi có vẻ như trái núi, trang nghiêm, không lắc mình, không rung gối, không co chân, không duỗi cẳng. Thoán chuyện: cấn, chỉ giã, thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành. Động tịnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh. Cấn kỳ chỉ, chỉ kỳ sở giã, thượng hạ địch ứng, bất tường dự giã. Thị dĩ bất hoạch kỳ thân, hành kỳ đình, bất kiến kỳ nhân, vô cữu giã. Chữ chỉ ở đây có hai nghĩa: thứ nhất là im lặng, im lìm; thứ hai là đi đến nơi, đến chốn và dừng lại. Chữ chỉ này rất quan trọng trong đời sống con người, cho nên thánh nhân có căn dặn ta chi chỉ. Hay nhất mà cũng là khó nhất, đó là tại sao? Tại cái bệnh trầm trọng nhất đã làm cho con người đau khổ là chỗ không biết dừng. Chỗ độc đáo của cái học lão Trang ở câu chi túc chi chỉ. Cái chết đau thương nhất của bậc vĩ nhân Alexander Đại Đế hay của Napoleon đã nói lên sự chi túc chi chỉ là vô cùng khó khăn, nhất là khi mình là kẻ bách chiến bách thắng. Thánh nhân hễ biết đủ thì dừng lại ngay, hơn chúng nhân là ở chỗ đó. Ngay trong vấn đề ăn uống, hễ thấy đủ rồi thì không ăn nữa. Có gì khó hiểu đâu, nhưng không phải ai cũng làm được. Bất cứ vấn đề nào trong nhân sinh, mấy ai là người biết đủ, tự thắng giả cường. Sự thèm khát của con người thật vô tận, dục vọng không bao giờ nguôi. Có một thì muốn mười, có mười muốn trăm, có trăm muốn ngàn. Và cứ thế, lòng tham không đáy là chỗ đại họa của con người. Nên lão tử mới bảo, họa mạc đại ư bất chi túc, tức là không họa nào lớn bằng không biết đủ. Cái khó nhất là biết đủ, phải biết rõ đến đâu là đủ. Bởi biết đủ mới biết đến chỗ đủ mà dừng lại, nên gọi là thời chi tắc chỉ. Nếu thấy chưa đủ thì phải làm thêm cho đủ, nên gọi là thời hành tắc hành. Tóm lại, phải biết lúc nào phải làm mà làm cho được đầy đủ, lúc nào phải dừng mà phải dừng lại,
để cho sự động và sự tịnh chẳng sái thời, nên gọi là động tịnh bất thất kỳ thời. Đạo này sáng suốt làm sao, nên gọi là kỳ đạo quang minh. Thà nào dịch hệ từ chẳng bảo, chi tiến thối tồn vong nhi đạo, nhi bất thất kỳ chánh giả, kỳ duy thánh nhân hồ. Đúng vậy, chỉ có bậc thánh nhân mà thôi, khác với chấn, thời của cấn nên dùng đạo nhu. Đại tượng, kiêm sơn, cấn, quân tử dị tư bất xuất kỳ vị. Núi trên, núi dưới dính liền nhau, người quân tử nói theo đó mà không để cho sự suy tư vượt khỏi cương vị của mình, tức là chánh vị của mình, là cái gọi là thiên chân hay bản lai diện mục. Đây cũng là phép tĩnh tọa hay tọa thiền. Cấn, dị tư bất xuất kỳ vị, là bảo phải dứt niệm, dừng lại tất cả mọi suy tư theo nhị nguyên. Dứt niệm là vô cầu, là vô niệm, trở về với chân tâm. Trong quyển Cái Dũng của Thánh Nhân, tôi có phác họa về một lối tĩnh tọa ở cương điền, có nói tĩnh tọa là vô cầu, tức đừng có lo gì. Chớ cầu hết bệnh, cũng không cầu kiện khang, nhất thiết việc gì cũng không nên tư vọng, hoàn toàn vô niệm. Tư là suy tư, là tưởng niệm. Núi và núi, trên dưới, ngang dọc đều dính liền với nhau như một khối, tức là ám chỉ câu thiện ác giai thiên lý. Thiên địa lý, núi cao và núi thấp kế nhau, cái cao hơn thuộc dương, cái thấp thuộc âm. Núi trên là thiện niệm, núi dưới là ác niệm, mà theo dịch lý thì thiện ác giai thiên lý. Cả hai dính liền nhau như dãy núi trùng trùng, như một khối âm dương bất khả phân. Trong đồ thái cực, theo đó mới có luật lưỡng cực. Còn suy tư theo nhị nguyên, phân biệt âm dương thiện ác và chỉ chấp một bên, bỏ một bên, sẽ không bao giờ đạt đến đạo tâm như nhất nguyên, không nhận có hai mà cả hai là một. Thế nên đừng thấy dữ mà chê, đừng thấy lành mà mộ, đừng bỏ trí mà gần ngu, đừng bỏ mê mà theo ngộ. Được vậy thì mới đạt tâm đạo. Nhà Phật bảo niệm vô niệm là niệm chánh, còn niệm hữu niệm tức là tà niệm. Tiểu tượng, hào sơ lục, cấn kỳ chỉ vô cữu, lợi vĩnh trinh. Tượng viết cấn kỳ chỉ vị thất chánh giả. Điều ta cần lưu ý giữa quẻ chấn và quẻ cấn có sự liên lạc rất mật thiết với nhau. Hễ động cực thì phải dùng đến tịnh mà trị, như ta thấy quẻ cấn đi liền ngay sau quẻ chấn. Thời chấn phải dùng đến cấn để trị hoặc để phòng, đó là dĩ bất biến ứng vạn biến. Còn về thời chấn thì dùng cấn, tức là dĩ nhu thắng cương, dĩ nhược thắng cường. Hào sơ lục ở dưới chót quẻ cấn, tượng ngón chân, chỉ là ngón chân mà thôi. Đứng dậy mà đi thì trước hết phải động ngón chân. Nếu lúc ban đầu mà đã biết dừng ngại ngay thì đâu có sợ lỗi gì, mình đã có tự sự tự chủ. Dừng lại đâu phải là ngưng bặt, mà là suy nghĩ lọc lựa mãi cho thật cẩn thận. Như khi ta muốn nói gì phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ sau thì mới nói, rồi suy xét đi đến 3 lần mới nói. Hào lục nhị, cấn kỳ phỉ, bất chừng kỳ tùy, kỳ tâm bất khoát. Tượng, bất chừng kỳ tùy, vị thối thính giã. Hào lục nhị, âm cư âm vị, đắc trung đắc chánh. Đây là hạng người có thể dùng được đạo, tức là đạo tịnh hay thanh tịnh vô vi. Có điều bất lợi, hào nhị chính ứng với hào ngũ, mà hào ngũ lại cùng loại nên không ứng với được. Chỗ hay này ít ai lưu ý, vì phép tu tịnh không được giao tiếp với người khác, dù là bậc tôn sư của mình, mà phải công phu tự tu tự đắc. Tự tu tự ngộ là chỗ độc đáo của lão trang của Thiền Tông Đồng Độ. Như lời của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nói với Lục Tổ Huệ Năng: chúng nhân tha độ, thánh nhân tự độ. Vì thế thiền có khẩu hiệu sau đây: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Hào nhị ở dưới hào tam. Hào tam là dương cương, nhưng bất trung bất chánh, nên có quyền chế nhị, mà hào nhị chẳng có quyền gì cả, chỉ một mực thuận tùng. Hào nhị là bắp chân, hoạt động theo bắp vế nên gọi là cấn kỳ phì. Phì là bắp chân, chứ tự nó không hoạt động được, nên hào tam có quyền chỉ hào nhị. Hào nhị không có quyền gì điều khiển hào tam, dù biết rõ hào tam lầm lỗi, vì hào tam là bất trung. Như thế thì hào nhị đối với hào tam chỉ là kẻ tùy tùng mà thôi, cho nên lòng chẳng thích gì nên gọi là kỳ tâm bất khoái. Trường hợp của hào nhị là không dám nói nghịch lại với hào tam, trái lại còn phải chiều theo ý hào tam là khác. Như vậy đâu có thể là một kẻ trung chính, làm sao có thể nghe theo kẻ bất trung bất chánh, dù đó là thầy của chính mình. Chỉ còn một cách duy nhất là bỏ hào tam mà đi, để giữ toàn khí tiết của người quân tử, chứ đâu có thể đóng vai trò phụ họa.
đành là ở vào cảnh kẻ chu hoành du thủy vô nhân độ, như trường hợp Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc gặp phải Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là kẻ rất hâm mộ Phật giáo, nhưng căn cơ hèn thấp, chỉ biết cầu chùa, cầu phúc báo, nên Bồ Đề Đạt Ma bỏ đi, đi về Giang Bắc, lên núi Tung Sơn, 9 năm ngồi day mặt vào vách đá, nhất quyết không nói đạo với bất kỳ ai, dù là những bậc cao tăng của đương thời. Sau cùng gặp Huệ Khả, truyền tâm ấn làm đệ nhị tổ. Đây cũng là hoàn cảnh đặc biệt của Lão Tử, ngừng tất cả việc đi hành pháp, về sau viết bộ Đạo Đức Kinh rồi đi mất, chứ không chịu làm thầy ai cả. Lão thuyết về cái đạo vô sư, nên thiền cũng bất lập văn tự, ngã hà ngôn dã. Câu bất chừng kỳ tùy, vị thối thính dã của lời tượng đã nói lên tâm sự của thánh nhân vào cảnh tuyệt vọng, vì đời mà phải bỏ đời. Đâu phải chẳng muốn cứu chữa người đời, mà chính vì người đời từ chối, hay nói đúng hơn, vì người đời không biết chịu nghe. Nói cho phải, nếu bảo vì thiên hạ phần đông không chịu nghe thì hơi quá đáng, mà phải nói, dù có muốn nghe cũng không nghe được. Rất đơn giản là chỉ có đồng thinh mới tương ứng, có đồng khí mới tương cầu. Thái dương đã mọc, trăm hoa đua nở, và chỉ nở những hoa nào vừa đến thời kỳ mà thôi, chứ những hoa mới búp không thể nào nở được. Cho nên thiên hạ chưa hiểu được mình, há phải là lỗi tại mình, bởi tam bất đắc trung đắc, nên không sao hiểu được hào nhị. Và như vậy, ở vào thời thiên địa bế hiền nhân ẩn, có lẽ là hay hơn cả. Ở vào thời Thái Âm, khởi từ quẻ độn, bắt đầu vào thời hắc ám của thời Thái Âm, thánh nhân đã bắt đầu đi vào con đường rút lui và quy ẩn. Nhờ thế mà ngày nay ta mới có được những tác phẩm như Dịch Kinh, Lão Tử Đạo Đức Kinh, Trang Tử Nam Hoa Kinh, Kinh Kim Cang, liên miên bất thất trong thời hắc ám này để giữ mãi một ngọn đèn trong đêm tối mịt mù. Hào cửu tam, cấn kỳ hạn, liệt kỳ dần, lệ huân tâm, tượng viết cấn kỳ hạn, nguy huân tâm dã. Hào cửu tam ở trên hết nội cấn, làm chủ luôn quẻ cấn, ở ngay phía giữa quẻ bát thuần cấn, chôn mình ở giữa quần âm, đã đến chỗ cực tịnh. Cấn ở thời cửu tam, theo thân thể con người là ném vào khoảng giữa thân người, ở khoảng lưng quần, chỗ từ rốn sắp xuống, hoàn toàn bị tê liệt, vì ở ngay chỗ mà trên gặp hai âm, dưới gặp hai âm, như thế tiến lên bên trên chẳng ai nghe, lùi xuống ở dưới cũng không ai nghe, không ai phục, giống như kẻ bị bệnh, nên gọi là quan cách, thủng trướng, liệt kỳ dần. Nguy không thể nói, nên phải tuyệt đối câm lặng. Đây là trường hợp hoàn toàn bị tê liệt, ngay phía giữa, nên gọi là bị chôn giữa quần âm. Cho nên ngọn lửa lòng đất đã tắt, chỉ còn nhen nhúm bằng một cột khói đen, thành ra khó thở, nên gọi là huân tâm. Nói về công phu tu tĩnh hay tĩnh tọa thì nên ngưng đi, chỉ lo tĩnh tâm, chứ đừng lên luyện công dẫn đạo mà phải bị tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, tới kỳ hạn này, tất cả đều phải ngưng lại. Trên dưới bị ngăn cách, đó là tâm thận bất giao, thủy hỏa đã bật đường giao tế. Thận thủy không lên được chế hỏa, cho nên bên trên tâm bị lửa nổi lên mà đốt cháy quả tim, nên gọi là huân tâm. Ở đây, dịch đề cập đến vấn đề hình nhi tượng học, chỉ có những ai chuyên về y đạo, bởi y đạo thông tiên đạo mới hiểu mà thôi. Đây là mật pháp của thiền đạo, hay của Trung Hoa do lục tổ Huệ Năng khởi xướng, đi thẳng vào Phật thừa, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Như vậy, có lẽ thiền tông đốn pháp của lục tổ Huệ Năng cũng phần nào do hào cửu tam của quẻ cấn mà ra, có cái học của Lão Trang. Tam huyền học gồm 3 cái học về dịch học và Lão Trang. Với hào cửu tam, thiền tông đã cảnh báo phép tu thiền tọa có nhiều nguy hiểm đáng sợ. Bởi vậy, tu theo phép tĩnh tọa phải cần có sư, còn tu theo đốn pháp rất kỵ có sư. Đốn pháp là đạo vô sư, mà chính Krishnamurti đã cực lực bài bác các phép tĩnh tọa hay thiền tọa. Hào lục tứ, cấn kỳ thân, vô cữu. Tượng viết, cấn kỳ thân, chỉ trư cung dã. Hào lục tứ là đắc chánh, âm cư âm vị, và cũng vừa bắt đầu lên thượng quái, đúng là vào thân của con người. Ở thời cấn là ngưng lại. Hào lục tứ biết lúc này chỉ mà chỉ, nên gọi là thời chỉ tắc chỉ. Chữ cung ở đây là nói về bản thân của riêng mình, nghĩa là nên hạn chế cho riêng bản thân mình, chứ không giống như ở Thoán Từ bảo cấn kỳ bối là vong kỳ, tức quên mình. Còn cấn kỳ thân là dừng lại nơi bản thân của mình, như tu tĩnh tọa để cầu kiện khang theo đạo dưỡng sinh, tức là tu theo tiểu thừa Phật giáo, tu theo lối đạo dẫn của đạo gia luyện phép trường sinh cửu thị. Bởi vậy, thánh nhân và phàm nhân khác xa nhau là ở chỗ quên mình là thánh, còn nhớ đến mình là phàm.
để cho cái lưng mình bất động là dùng tịnh, để quên mình, để luyện đến tâm hư. Ở đây, hào lục tứ chỉ trận đứng lại chứ không cho cái ngã hoạt động, để kéo theo tư tưởng và tình cảm bâng quơ nữa, chứ chưa đến chỗ giải thoát, nghĩa là mới đến chỗ gọi là cấn kỳ thân, chứ chưa đến được trạng thái cấn kỳ bối. Nhưng có cấn kỳ thân, lâu ngày mới vượt lên được đến cấn kỳ bối. Trong bài Ngự Phong Nhi Hành của Liệt Tử có nói: "Ta sẽ nói cho anh biết thầy ta đã dạy ta như thế nào. Dòng dã 3 năm, ta vào cửa thầy, lòng không dám nghĩ đến thị phi, miệng không dám nói đến lợi hại, được thầy ban cho một cái nhìn. 5 năm sau, lòng không nghĩ đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại, thầy ban cho một cái cười. 7 năm sau, lòng thản nhiên không nói đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại, thầy cho phép ngồi cùng một chiếu. 9 năm sau, ta để ta hồ cho tâm trí, muốn nghĩ gì thì nghĩ, miệng ta muốn nói gì thì nói, ta không còn để ý đến nữa, đến nỗi không còn phân biệt được cái gì của ta, cái gì của người, thậm chí đến không còn biết ai là thầy, ai là bạn nữa. Ta không còn phân biệt được cái gì là trong, cái gì là ngoài, ngũ quan ta đã được thống nhất, mắt như tai, tai như mũi, mũi như miệng, cả thầy đồng nhau. Tâm trí ta ngưng tụ thành một khối, không biết đâu là tâm, đâu là trí, và cả hai đã là một. Hình thể ta nhẹ nhàng, thịt xương ta như xương khói, ta không còn biết lưng ta dựa vào đâu, chân ta đứng nơi nào, ta hồ bay bổng, không khác nào chiếc lá bay, ta không còn rõ ta phải cưỡi gió hay gió cưỡi ta." Trích trong quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hào lục ngũ, cấn kỳ phụ, ngôn hữu tự, hối vong. Cấn kỳ phụ, dĩ trung chính giã. Chữ phụ là miệng, hào lục ngũ đi đến trung tâm ngoại cấn là đi đến sự câm lặng. Cấn kỳ phụ là đi đến chữ cấm khẩu, vì lòng đã đến độ cao nhất của tâm hư. Sở dĩ còn nói là bởi còn bận mắt trong thị phi thiện ác. Và khi mà ta có một lập trường theo thị chống phi, theo thiện chống ác, ta sẽ phải biện bác để bênh vực lập trường của mình. Chứ một khi không còn gì để phân biệt nữa, thì còn cái gì mà để phân biệt? Cho nên Lão Tử mới nói: "Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện." Chữ thiện ở đây không phải danh từ đối lập với cái ác, mà là sự sành đạo, hiểu đạo. Cho nên chi giả bất ngôn, tức là biết rõ đạo thì không còn nói gì nữa, tức là không còn bàn đến nên hư đắc thất, thị phi vinh nhục hay thiện ác. Bởi thiện ác giai thiên lý, âm dương là bất nhị. Không nói, nhưng nếu phải nói thì chỉ nên nói những gì nên nói. Không bao giờ ăn nói xuồng xã, đụng đâu nói đó, ăn nói một cách thiên vị mất đạo trung. Hào lục ngũ là hào đắc trung đắc chánh, nên không bao giờ rời trung đạo. Bởi vậy mới nói ngôn hữu tự. Tự là trật tự. Trật tự ở đây là chỉ vào trật tự của vũ trụ, đúng ngay vào đạo thể. Mà lời nói theo nhị nguyên chỉ có một phần phiến diện, chứ không phải lời nói của đạo. Lời nói của đạo bao giờ cũng thuộc về nhất nguyên luận. Trường hợp hào lục ngũ của quẻ cấn, ta thấy thực hiện ở các tu sĩ phái thiền tông, ngôn vô ngôn, nói mà như không nói. Và như trong trang tử đã viết: "Kẻ nào hỏi đạo là gì, kẻ ấy là người ngu, nhưng kẻ trả lời lại là người ngu hơn người hỏi." Chính Phật Tổ Như Lai cũng đã nói: "Sau 49 năm thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào." Và chính Khổng Tử sau cùng cũng đã nói: "Dư dục vô ngôn." Hào thượng cửu, đôn cấn, kiết. Tượng viết: "Đôn cấn chi kiết, dĩ hậu trung giã." Đôn là dây dặn, hào thượng cửu là hào cuối cùng, cao hơn hết của quẻ cấn, là thời lặng lẽ cùng cực, hay nói theo Lão Tử, đó là thời trí hư cực, thủ tịnh cấp. Tức là đi đến chỗ cùng cực của hư không, là giữ được tâm mình trong thế tịnh. Bản thân là dương cương, có tính đốc thực và làm chủ của quẻ cấn, và gọi là đôn cấn, tức đức dày. Hai chữ đôn và hậu thường đi cùng với nhau, cho nên kẻ đôn hậu là người hết sức điềm tĩnh, một đặc tính của thánh nhân. Hào lục ngũ nên tu tịnh, còn hào thượng lục là kẻ đã thành công phu tịnh đốc, đắc thượng dương chi cách, cao hơn một bậc. Và ta cần để ý đến 8 quẻ mà quẻ cấn ở ngoại quái, tức là các quẻ: quẻ cấn, quẻ bát, quẻ mông, quẻ cổ, quẻ di, quẻ bí, quẻ tổn, quẻ đại xúc. Tất cả những hào thượng cửu ở ngoại cấn, hào từ đều tốt cả, nên mới nói dĩ hậu trung giã, tức là ngoại quái thuộc về phần sau của hậu vận. Tóm lược lại toàn bộ quẻ bát thuần cấn. Bát thuần cấn, vì sự rất quan trọng của nó, xin tóm lược lại như sau. Cấn là tịnh, là chỉ dừng lại, quẻ điên đảo với quẻ chấn. Chấn là động, cấn là tịnh,
Cấn là tịnh tâm, là tịnh quán, là tĩnh tọa, là điềm đạm hư vô. Cấn kỳ bối là phép ngồi tĩnh tọa. Thời chỉ tắc chỉ, chi túc trì chỉ. Họa mạc đại ư bất chi túc. Thời cấn nên dùng nhu đạo, chi tiến thoái tổn vong chi đạo chấn, là tu đốn pháp. Cấn là tu theo tiệm pháp. Đại tượng, tuyệt niệm, vô niệm để trở chân tâm, phục hồi chân khí, phép tĩnh tọa của cương điền, bất đổ ác nhi sinh hiểm. Tiểu tượng, hào sơ lục, thời chấn phải dùng đến cấn để trị, là dĩ bất biến ứng vạn biến, ý nghĩa về chữ ngôn chi kỷ kỳ ngôn. Hào lục nhị, tự tu tự ngộ, đó là đạo vô sư, còn cầu sư để điểm đạo, đó là lầm. Hào cửu tam, tu tâm hư, đắc hư tâm, phải bỏ tất cả các phép tĩnh tọa, đây là đến độ cao nhất của phép tu thiền, là thiền đông độ của lục tổ Huệ Năng, tĩnh tọa theo cương điền, tức vô cầu vô niệm. Hào lục tứ là nói về phép tu tĩnh tọa, điều cầu kiện khang, nghĩa là hữu cầu hữu niệm, nhưng đây là dọn đường đi qua giai đoạn vô cầu vô niệm của hào cửu tam. Hào lục ngũ đã đến trung tâm của quẻ ngoại cấn, tức là đến trình độ tĩnh khẩu, nghĩa là câm lặng. Hào thượng cửu đã đến chánh thể của quẻ cấn rồi, cho nên mới nói đôn cấn là đến bậc thánh nhân hay chân tâm, tức là người đã đắc thiên chân và bảo toàn được thiên chân, nên gọi chung là toàn chân hay toàn thân bảo chân. Như thượng cấn, quẻ cấn là đôn cấu chi kiết, quẻ bát là dân sở tái giã, quẻ mông là lợi ngư khấu giã, quẻ cổ là trí khả tắc giã, quẻ di đại hữu khánh giã, quẻ bí thượng đắc trí giã, quẻ tồn đại đắc trí giã, quẻ đại xúc đạo đại hành giã. Các quẻ này đều được dĩ hậu trung giã, tức là tới chỗ cuối cùng đều được hậu trọng cả.